Uống được nhiều rồi. Cho mà vì lần nữa tôi bác quay lại mất hiểu hết rồi. Không biết đường về nhà luôn à? Không biết cho mới nói thật vận, biết cho mới nói thật. Mưa hướng về hướng không. Không biết phương hướng nào nữa. Thế tôi đi xe này nó nguy hiểm chứ. Không nhớ được nhà đâu nữa. Về đâu? Như Tân Long Hương. Tân Long Hương bây giờ có biết đường về Tân Long Hương không? Như biết. Như về đấy mình biết về trả Tân Long Hương. Thế à? Vâng. Thế chứ hôm nay uống ở đâu? Cũng như cùng trả Tân Lâm Hương mà chứ. Uống ở Tân Lâm Hương mà giờ ra ở đây. Thế em nói một câu thế này. Nếu vì em cũng làm trả Tân Lâm Hương. Thế cùng về mà dùng những má ảo mà cùng đứa nó cũng quay lại đây. Không phải là nó ấm á. Thế em cũng hỏi cái thật. Thế là uống từ lúc mấy giờ? Thì không 7 giờ kém mới lắm ấy. À, uống bao nhiêu ly rượu uống rượu gì? Uống rượu gì? Cùng uống rượu Long với đi khác thôi. Ừ. Chứ không là đi khác. Chứ mà con nó nhỏ thật về đấy chứ mất xuống ngủ. Còn lại ra đây chứ mất xuống ngủ. Không biết đường về nữa. À. Lạc luôn rồi. Lạc là nhiều. Lạc lần thứ ba rồi. À. Bác làm nghề gì? Em thằng này. Thằng này à? Hôm nay chủ nhà cho uống à? Thế bây giờ nhá. Là bây giờ bác gọi điện cho người thân đón về. Ok. Gọi cho vợ cho con. Gọi cho vợ. Gọi cho vợ. Rồi. Con gái chàng trâu. Con gái chàng trâu. Nói thật. Ê. Ê, con chàng trâu. Đó, nghe đó đấy. Alo. Chị ơi, chị là vợ anh chị ấy. Anh tên chị ấy. Sự. Vợ chị vợ anh Sự à? À, vợ đấy là cảnh sát giao thông của công an thành phố. À, tình hình là anh là có uống nhiều rồi, chứ không lái xe được nữa. Giờ chị mà cũng không biết đường về nữa. Giờ bây giờ chị xuống lấy chỗ đường Hầm Nghí nhá. Xuống lấy chỗ đường Hầm Nghí để đón anh về. Rồi, được rồi. Mình làm thợ hè làm sao mà đủ tiền mà nộp phạt được mà quan trọng ấy. Mà mình đi lạc đến 3 lần như này, không may rồi va chạm vào ai đó, mình ảnh hưởng bản thân mình này, rồi ảnh hưởng gia đình này, rồi ảnh hưởng đến những người khác nữa, người ta tham gia giao thông. Dạ bác nhá. A few moments later. Bây giờ là anh đã sử dụng rượu bia rồi này. Nha. Bây giờ là chị xuống ở đây mà chở anh về đến nơi thì trốn nha, đến nhà luôn nha. Còn không được để anh điều khiển nha. Ừ, để chị điều khiển nhá.